Hôm nay game 2010 rất là vui khi lại tiếp tục làm được một việc tốt Giúp đỡ một thằng em nó tên là Vũ Trọng Phụng Thì đã giúp thằng em có một cái Tết đầm ấm hơn Thì hôm nay mình sẽ trực tiếp chơi và gỡ lại vốn cho thằng em Đó, hoàn cảnh khó khăn nhá Thì mình đang có 4 triệu thì em nó gửi mình vốn 1 triệu Mình có 3 triệu sẵn rồi thì mình cũng sợ là từ 1 triệu thì không đánh lên được Thế là mình chơi từ 4 triệu cho ăn chắc nhá Thì mình lại lại chọn quay thú thôi các bạn Quay thú vẫn là cái trò mà mình cảm giác là mình tự tin nhất thôi còn thật anh em hỏi tài xỉu với những trò khác là mình cũng chịu đâu, mình cũng không biết đâu. Con thỏ một. Thỏ một này thì nó có 3 trường hợp. Trường hợp là sang chim, trường hợp là lên khỉ và trường hợp là xuống gấu trúc thì mình sẽ lần này mình sẽ đặt con công và con khỉ. Nhá, công và khỉ. Dự đoán như thế. Công thì mình sẽ vẫn dự đoán cao hơn tại vì thỏ thì nó sẽ hay đảo ngược xuống dưới công. Với cái tốc độ vòng quay là hai vòng rưỡi thì nó hay đảo về công ui vẫn rất đúng này mình đặt khỉ nó nếu là nếu một câu đẹp của nó nó sẽ đẩy về khỉ nhưng mà vào này nó suýt về khỉ à, tất nhiên là khi mà mình đánh đánh hộ người khác này thì mình cũng phải rất là cân nhắc nên nó không dám vào nhiều tiền thì thằng em nó chỉ cần uh, mong mình là giúp em nó kiếm lại 500 thôi thì cũng khá là đơn giản cũng không quá khó đâu đây à, mình sẽ này bạn này sẽ đặt chín chục vào công gấu 3 thì về công thì là chắc cú rồi anh em ạ đó anh em đếm đúng hai vòng rưỡi này, chuẩn luôn đúng không? Rồi zin luôn. Thì clip hôm nay nó hơi ngắn nhỉ. Chưa gì đã ăn 9872 là 720 là đủ tiền cho thằng em nó rồi. Đấy thì uh, mong là em nó sẽ có một cái Tết đầm ấm hơn. Thì ba bốn giúp ba bốn người thì có mỗi bạn này bảo là đồng ý cho quay lên YouTube nhá. Rồi mình rút luôn 500 cho anh em nó về. Đấy thì uh, chúc uh, em sẽ có một cái uh, Tết đầm ấm cùng gia đình và nhớ là đừng có bao giờ quên anh nhá đấy hôm nay lần này anh uh, coi như là anh làm một việc tốt ok đấy trạng thái này Dù lúc uh, chiều nay này 17 bảy giờ ba anh mình nhắn tin luôn cho thằng em nhá lục tiểu phụng đấy. Đấy, anh đã giúp em rồi thì có rất là nhiều người nhờ giúp thì uh, uh, mình mọi người cứ bình tĩnh nhá mình sẽ cố gắng mình sẽ giúp hết tất cả mọi người lên một triệu năm rồi đấy, anh đã giúp em rồi nhé lên một triệu năm rồi nhé nhắn tin luôn cho thằng em nó vui là anh em này nó gửi cho mình một triệu mình đã nhận lời mình giúp nó thì thật ra thằng em này nó cũng rất là hoàn cảnh ạ đấy mình đã cho số người văn hàng để nó giúp đấy thì thằng em nó có bảo là uh, cảm ơn rất kiểu thì mình cũng bảo nó không nhận anh uh, giúp em mong là em có một cái tết uh, nó là đầm ấm cùng gia đình đấy. vừa quay clip xong À, nhắn tin không thằng em nó vừa nhờ giúp được mấy phút thì mình vào quay clip thì được đánh được hai nhịp đã được 500 rồi đấy mình xin luôn số tài khoản nhé sau mình gửi tiền luôn đợi cái tiền kia nó bắn nó về máy thì mình sẽ gửi luôn anh em nhé không có chờ đợi gì cả nó về máy gửi luôn anh em nó bảo sao anh chơi dễ quá đấy nhiều... phải xin số điện thoại anh em nhé xin số điện thoại xin số điện thoại để uh anh em nào mà không tin nhưng cứ gọi thẳng cho ông này xem mà mình thì mình không biết ông này là ai đâu nhá Đấy, mình không biết ông này là ai đâu nhưng mà mình khẳng định là mình luôn uy tín nhá à, anh luôn uy tín ờ, người ta hoàn cảnh khó khăn đôi khi chúng ta cũng không nhất thiết phải biết là người ta là ai à, nếu người ta có hoàn cảnh có khăn thật thì người ta mới nói người ta cũng chả bịa đặt ra là làm gì cả Đấy, có quà cho anh không Đấy. Đấy hôm nay gọi như là làm thêm một việc tốt nữa anh em nào mà có quà quê là tuyệt vời anh em ạ mình thì nó thật là mình đối với mình thì cái tiền năm bây giờ hiện tại nó không 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 quá khó khăn với mình rồi anh em nào có quà quê ví dụ như anh em nào ở gần biển mà có hải sản hoặc anh em nào vùng núi mà những cái loại thú rừng hoặc là hoa quả quê mà biếu mình thì phải đảm bảo là yên tâm luôn anh em ạ mình rất là thích cái kiểu đấy luôn chả cần gì quà gì khó khăn đâu à, cái này tùy tâm nhá nếu muốn giúp là lần nữa nhá anh giúp em lên 10 triệu đi đấy thảm lắm ông thảm lắm bảo là giúp 500 nhé ok rồi giờ lại giúp 10 triệu đi. Chết. Này. Khuyên anh em nhá. Đấy thì uh, anh em mà lãi được 500 thì mình giúp luôn, kiểu gì giở bộ quần áo nhỉ. Anh em kiếm được bộ quần áo Tết này mặc ấm mà vừa lại còn thời trang nữa, 500 000 À thằng em nó tặng mình cái tặng mình cái kênh YouTube luôn à anh em ơi. Thằng là được uy tín luôn thằng là em được ấy Thằng được. Đó mình uh, chọn người để giúp mà không hoàn không sai thế nào. Hay tặng kênh youtube cho mình luôn này Ngon ghê Ngon ghê nhỉ anh em à, lại có kênh youtube mới rồi Tóm lại anh em ạ Cái cuộc đời, cuộc sống này thì chúng ta trao đi và nhận lại rồi đúng không Mình có lòng tốt, mình giúp đỡ mọi người Thì một khoảng thời gian Không phải là ngay lúc đấy, có thể một thời gian khác sẽ có những người khác lại giúp đỡ lại mình và nó là một cái luật nhân quả mà có lòng tốt thì sẽ nhận lại được lòng tốt đấy thằng em này nó lại tặng mình một kênh youtube và biết đâu từ kênh youtube đấy mình lại phát triển và mình lại làm được thật nhiều clip hay cho anh em đấy ok thì clip em nó ngắn quá anh em ạ à. thật sự là ngắn quá này có rất là nhiều người nhờ giúp đây thì mình cũng sẽ nhận một vài bạn à, tại vì nhiều anh em hoàn cảnh khó khăn quá bây giờ mình không giúp thì thật sự là là làm youtube mà không có tâm thì không làm được bền anh em ạ đấy, thứ hai nhất hai là cũng rất là cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi kênh của mình anh giúp em lên 10 triệu đi thôi trời ơi thề luôn tham quá thằng em tham quá thật ra anh, em đừng có tham anh em ạ nhá Đấy, ví dụ anh em mà đang bị âm 10 triệu thì mỗi ngày anh em đánh 500 đánh hai chục ngày là mọi người rút lại được cho mọi người đùng một phát ăn 10 triệu luôn thì Thật sự là trình tầm đấy chỉ có mình thôi nhá À nhiều anh em cứ bảo là ai sao anh đánh đỉnh thế Nó có đỉnh quá hay đâu đánh có hai ván Ăn được có hơn 500 thì có gì đâu mà đỉnh thì Mình đã Mình đã bảo là mình học thuộc câu Anh em khẳng định nhá Còn Mình không có biết gì về nhà cái nhà số thì Nhà cái thì nó cũng chắc là nó cũng Đấy anh em nhá Đây 0382 486960 này anh em nào mà không tin thì cứ liên hệ với bạn này. Đấy cho fan nó biết. Là anh uy tín nhá. Không chắc là anh sẽ giúp nhiều người nữa. Tại vì cũng dịp Tết đến xuân về rồi. Những người theo dõi kênh của mình cũng mong muốn là những người có một cái Tết đầm ấm cùng gia đình, giúp anh em không phải chật vật với xã hội. Thì đối với mình thì nó lại dễ quá, đối với anh em thì thật sự là vất vả, khó khăn. À, anh em uh, tin tưởng mình thì anh em mới giao tiền để mình đánh hộ còn mình thì mình cũng không phải là thuộc dạng rảnh hơi là cũng gặp đâu bám đấy anh em là thật sự hoàn cảnh khó khăn thật đấy mình tìm hiểu mình xem xét kỹ thì mình mới giúp còn nhiều anh em cứ bảo là con mình là ông này là đại lý đại lô các kiểu kia thì tùy thôi nói chung là cái đấy là suy nghĩ của anh em thôi còn mình khẳng định anh em là mình cũng chẳng là đại lý cũng chẳng là nhà cái nếu mà mình mà là nhà cái thì mình hiện tại bây giờ mình đang trùn chăn và đếm tiền rồi cũng không lộ mặt trên youtube làm cái video kiếm mấy đồng và đi giúp những anh em khó khăn như này đâu còn đại lý thì cũng nó cũng chả bao giờ nó lộ mặt đâu đấy thì uh, tất cả mọi những cái thủ thuật mọi cái này đều là do mình cố gắng mình suy nghĩ và mình uh, học thuộc cầu mình ghi chép lại mình uh, đã gần như là mình mọi thứ đều là do trí não của mình hết chẳng có liên quan gì đến game đâu còn uh, nói thật là anh em tin thì uh, anh em cùng với mình cùng nhau kiếm tiền có một cái tết đầm ấm Đấy, chào tất cả anh em và mong là anh em sẽ luôn ủng hộ mình nhé bye bye anh em nhé